the graphic pops up at the bottom. Banari. Gam Banari. Gam làm đúng cái gì Gam từng làm. Gam ban mít rồi. Vậy là mít counter cho thằng Shibata rồi. Có thể là lượt 3 Kasante hay gì đó. Bỏ ban bò rồi. Ban này ban Rakan luôn đi. It's been somewhat of a bait pick so far across the tournament, like statistically not doing so hard. Ông Baraka nó bích cho Khan này. Sao lại Naughty nhờ? Naughty rờ đó rờ. Đó lại cây xanh tê. Naughty á là một phần tại vì nó là con tướng mà thằng Bia tự tin. Anh Mượn có biết điều đó không? Chắc là lấy cặp rồi. Không lấy cặp thì lấy reo. Nhưng mà anh Mượn có biết là thằng Bia nó tự tin với con Nautilus không? Nhưng mà cho thằng kia tướng tủ ra Khan thì nó lại sinh ra nữa. Lập B. Lập B Kai'Sa. Nhưng mà dẫu sao mà nói đi chăng nữa nha, vô cầu này đưa Katy đánh Shinra, Katy đánh êm á. Vô cái cặp trận này nè. Lượt này phải lấy LB rồi, chắc chắn là phải lấy LB. Lượt này thực chất thì đâu có bắt buộc là anh phải lấy LB đâu, anh còn quá nhiều tướng để anh đánh mà. Ví dụ giờ anh thích anh bích Celeste cho anh đánh. Mà bây giờ em nói anh thằng Lori á, bây giờ nó bích random đánh nhưng Katy cũng được, em nói thiệt. Xuống nó ban thêm nóc của Levi nữa là xong. Bên này ban Silas với lại Lập Lăng là đẹp rồi. Ban Nico. Ban Nico chứ. Chắc chắn là Gam phải ban Nico rồi. Chỉ còn Ragaz. Bên đây còn không ban Lập Lăng à. Ban Lập Lăng Nico là đẹp rồi. Bên này ban thêm nộp tên. Hoặc là lượt 4 nó lấy nộp tên rồi. Có khả năng lượt 4 nó lấy nộp tên đấy. Là team 2 lấy hả? Team 2 lấy. Nộp tên thì có ban luôn rồi. Vậy Vigo rồi. Vigo. Levi bắt đầu hết cham rồi đó. Còn heo rồi. Không biết nó đánh heo. Đánh heo với lại con GW cũng được. Hay heo Vigo. Rồi Ragaz. Còn tới 3 con đâu mà anh sao hết được. Gray nữa. Gray sao đánh? Gray đánh được mà. Giờ này nếu mà team heo hay á thì đánh heo là ngon. Gray đơn á thì Gray đánh không được, nhưng mà Gray sinh ra thì vẫn được nha. Lee Sin à. Ui Lee Sin để bên đây cái xấu à. Để bên đây cái xấu với heo luôn à. Thôi bị cháo nái nha. Thì nó bít lại. Tại vì không đánh heo là hơi dở đó. Nó có spa, nó có con gì nè, con sửa xanh tê rồi mà. Đó, cá sấu với heo thôi, heo là hợp nhất rồi. Trời ơi má, ba tăng, hai viền trắng rồi, hai đam xong rồi mở vô chanh nữa. Ủa sao Vigo? Vigo thì top phải chơi Gwen rồi. Thế vậy? Gwen hoặc là Achop. Top cá sấu vẫn được mà, bị gì? Không, nhìn đó đi, dụ cá sấu lấy heo cho rồi. Trời ơi là trời. Heo cá sấu mạnh mấy chứ. Nhưng mà Vigo không được mà, sao đâu. Phải à, Victor Aji rồi. Chỗ này là Victor Aji rồi. Còn con Chitana. Ôi, còn Ngori luôn mày. Ghê hả? Má ban sao còn loại Ngori luôn. Ủa, bích gì bích kèo dưới rồi. Đâu, Ori kèo này kèo dưới sinh ra mà anh mũi. Không, nếu mà dùng trình đi thì vẫn được thôi. Đồ. Mày kêu bích con gì đi cũng được, giờ yeah. Bích Ori. Bây giờ anh đang nói với anh bích hay là đang nói về trình? Nói về trình á là em đã nói với anh rồi, thằng Glory bích random đánh cũng được. Thì quan trọng là cái lượt cuối còn con Aji luôn, còn con gì luôn. Con Aji đi vẫn sinh ra vẫn ngon nha. Con nào thì nói chung là con sinh ra vẫn chủ động hơn thôi. Bây giờ ví dụ trừ khi Ori là tệ nhất á. Trừ khi anh đánh ví dụ như là Echo nè, rồi Celeste á thì bắt đầu nó thành cái thế khác. Chứ còn Ozir, Victor, Ori mấy con đó thì nó cũng như nhau à, mấy con tướng đó thì đối với con Shinra là nó như một con à, nó không khác gì đó. Mà cái chỗ lượt 4 á, con Lee Sin nè, con Lee Sin này hơi là vấn đề. Còn heo. Kai'Sa thật ra Kai'Sa với heo này cũng không tệ nha. Nhưng mà dẫu sao đi chăng nữa thì em vẫn cảm giác là thằng Glory bích con Ori là bích rướng. Tại vì anh mới biết sao không?
tụi nó sẽ không có chen cái con này nhiều. Tức là bản thân thằng Glory trong thời gian qua nó cũng không đánh con này nhiều, và cái team của nó cũng không ken con này nhiều. Thôi anh mọi, em nói gì đúng không anh mọi? Nói chung là Việt Nam mình nó không đánh được con Aegir là thứ nhất nè. Cái con này vô vòng trong chắc chắn là tụi nó sẽ đánh nhiều luôn. Tất nhiên, chung cái thế giới mà mấy con farm lay tụi nó đánh nhiều. Còn giờ mình đang không nói rồi, là đánh, bữa giờ là chủ yếu là mình nói là đánh với quay cạc nên con Syndra nó ngon thôi. Bây giờ chiến à. Gì đây, Binh Jay đâu đây? Nó cướp blue à. Top bị đẩy mà sao chúng cướp blue được. Vậy là Binh Jay dở rồi. Mấy pha này mà bot bị đẩy mà mình không có ý thức được á, thì pha này mình cúp rồi. Pha này Lee Sin thật điên. Bây giờ anh Mũi nói coi là giờ pha đó là Lee Sin lúc mà đi qua tới con sói mà nó thấy con Vigo thì nó phải làm gì thì nó mới không vỡ trận. Bây giờ nó bị vô thế rồi. Kiểu nếu mà vô đánh mấy cấp đầu thì cũng không quýnh lại nữa. Quýnh không lại. Giờ nó bị vô thế, vô sói là cút được gần đâu. Nó thể nó mới nhìn nhận ra là boss nó đã thua rồi. Rồi. Với lại nó cũng không có con mắt để nó kiểm soát được nó xong nữa. Giờ boss thua nặng quá rồi. Hướng luôn rồi kìa. Ờ giờ, ủa giờ là chim 1 hay chim 2 à? Hình như chim 1 đúng không? Chim 2. Tính ra Levi là chọn ổ luôn rồi, vừa chim 2 còn ba bẫy trên nữa. Giờ bắt về lên ba bẫy trên thì xuống đá 2 là chìm luôn. Rồi giờ nó farm luôn, nó không bắt luôn. Quá thuận lợi cho Levi rồi. Pha này kia ra phải ý thức được nó còn ở trên nha. Rồi, mất lát rồi. Thì phải chết đó chứ. Chết rồi. Mít thông tin rồi. Mấy pha này chắc chắn là muốn thèm với tắc trụ lắm nè. Nhưng mà game này Ori chỉ có sấy được con gì đâu. Đâu sấy được con nào mất. Đâu rờ được con nào đâu. Em đâu hiểu tại sao nó bứt Ori đâu. Con Ori đâu có nằm trong cái lý tướng của em liệt kê đâu. Levi tới công chuyện nữa rồi. Ôi, Outlay. Hay. Outlay. Đó, Ori nó vậy á. Kiểu pha, nó pha nó thực chất, pha nó thực chất quá dễ Outlay. Ờ. Đó là cái mặt hạn chế của tướng á. Chiêu gì mà. Rõ ràng đâu phải tự nhiên con Ori đó mới đánh đâu anh. Ôi, chết thằng gì vậy? Ôi, 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 nó đánh Logi. Thiếu quân luôn rồi. Mất rầm luôn rồi. Solo kill. Còn lát anh ơi. Rồi. Còn ai lát chúng tôi. Còn lát với chúng tôi. Bích sao bích kiều dưới. Xích cơm. Em nói với anh Mũi rồi là thằng đó là với thằng Lori á. Nó bích đang đùm nó đánh với thằng Gati cũng được nữa. Tại vì đây người ta đâu có đánh phần tướng. Chùm server bị top 2 server giết rồi. Ơi, rồi nó xoáy. Ủa? Sao thằng Slider không rờ? Hãy chị. Ủa là sao? Thua chứ sao? Ôi, bóp nát ba cánh luôn kìa. Pha này quá đẹp cho team Well. Pha đó đang ăn gồng mà không ra giúp, xong rồi đứng đẩy cái quay. Bỏ cái quay xuống đẩy vô. Pha này kia ra đánh láo rồi. Pha này đúng không? Đó, biết ngay, đẩy về nè. Mất đúp luôn. À, cái con này lỗi quá mọi người, em nói thiệt. Nhìn, tức là mình chưa nói đến sát thương hay cái gì của nó, nhưng mà mình nói về cái độ cơ động của nó thôi á. Nó tào lao mà cố. Nhưng mà nếu như mà 6 thua nặng rồi đó. Nếu mà trận này đánh xong á, qua game sau thì chắc là bên Gam không cho thằng Spada đánh con Kassante nữa đâu. Thì anh đã nói vấn đề mà cặp này thằng nào đánh Kassante dễ thắng lắm. Nguyên cái dòng bảng quay kẹt này luôn. Kassante dễ chơi. Nó dễ chơi. Nó dễ chơi với lại bây giờ anh nhìn mấy cái trận mà thằng Spada đánh đi. Có Kassante là bên Team Well toàn bích cho nó không. Chứ bây giờ hỏi anh chứ bây giờ anh ban bích mình bích Kassante lớp 2. Nó ban con chắc trước là nó có cái ý đồ luôn rồi mà. À, thường thường thì nếu mà mấy thằng thế giới đánh thì nó có nhiều con đánh với Kassante lắm. Chứ à. Gana Gwen.
Nhưng mà ví dụ như bây giờ nếu mà top anh dở á thì anh phải dành cho Sante hoặc là anh ban. Nhưng mà hồi trước thì còn có Manfi nữa, nhưng mà không biết sao giờ này không thịnh, còn Manfi đánh những cây Sante thôi. Mà về thế á, là ví dụ top anh yếu hơn người ta thì anh dành hoặc anh ban Sante là đúng. Nhưng mà giọng thứ mà ví dụ mà top anh mà xịn á, mà anh nhắm anh cao tờ được thì anh cho tờ bích thôi, đúng không? Còn đánh kết quả thắng thua đâu nói trước được. Không hiểu sao team quay không ban ra can luôn á. Thì chứ bây giờ anh phải ban một đống tướng rồi anh ban sao hết được. Hồi nãy là nó ban Maokai, ban chắc với lại ban con gì ta, con thứ ba là con nhìn mồi. Con Jack đâu cần phải ban, con Jack đâu nó đâu có phết con Jack được. Trời ơi. Nhưng mà con thứ ba là con nào gì? Nào mà dám phết con Jack đâu. À, hồi nãy con thứ ba là con nhìn mồi ha. Con rừng hay gì á, con rừng nào á. Wukong. Ờ không hiểu, ba lượt đầu Levi có dám đánh Wukong đâu trời. Levi tại vì cái lượng jam của Gam á, ba lượt đầu mà bích con Wukong vô nó sẽ bị lũng. Nó lũng là thằng mít lũng liền. Ba lượt đầu của Gam bắt buộc là phải có sub với AD, là nó chỉ giành được một lượt nữa thôi là rừng hoặc là top hoặc là mít thôi. Nếu top là nó chết trong sinh tê rồi, còn mít là nó chỉ có sinh ra. Thì bây giờ người ta kế hoạch của người ta rõ ràng là ban những con đó thôi anh. Thì người ta ban thôi. Thì bây giờ anh nghĩ đi, bây giờ nó ban bích thì nó bích Ori sau Sinda, nó bích tới cỡ đó thì bây giờ nó mình là nó đâu có chuẩn bị, ý là bích con Ori sau Sinda là đâu phải chuẩn bị đâu. Không, đã nói với anh là thằng Glory á, là cái tâm thế của thằng Glory á là nó sẽ đánh với thằng Kati mọi kèo. Còn cái chuyện nó bích cái gì, tất nhiên mình thì về tướng á là con Ori dưới con Sinda thì là ok. Nhưng mà thằng Glory á là nó sẽ sẵn sàng đánh với thằng Kati mọi kèo. Đánh cái kèo nào, kèo dưới cơ nào nó cũng đánh luôn. Còn Ballet thì chắc chắn là ưu tiên là ba con mà. Rồi cúp rồi. Nhưng mà đó là chủ trên. Đây là chủ 2, chủ mít với chủ 2 luôn, quá lời. Pha này bên kia lỗ quá trời lỗ luôn. Trời ơi, hai tele luôn kìa. Phần này thành ra Gam lời luôn. Chủ động đánh mà người ta lời. Nhưng mà được cái là cây giang mạng. Mà nếu mà pha đó Sante, thật ra pha đó Sante đâu cần tele đâu ta. Pha đó con Rakan đâu có dám áp lực Ori được. Nếu mà Rakan mà đụng Ori thì hãy tele cũng được. Pha đó không giết được Ori đâu. Ôi. Rồi cúp rồi. Rồi luôn 3-0 luôn. 3-0 3-3 luôn. Gì? 2-0 không? 2-1 thành 3-3. À em tưởng nói gặp win 3-0 nhé. Tự nhiên em nói ổ tôi mấy cái 1 à. Đó thấy không? Con Lee Sin. Không có nhìn cái đây. Con Lee Sin đâu dễ đánh đâu. Má con Lee Sin đánh khó cực kỳ luôn á. Rồi chúc tiếp rồi. Mất Baron nè. Baron rồi. Rồi Baron luôn. Cái này thì Baron rồi chứ còn gì nữa. Cái này thì 1-0 cho Gam. Nhanh nhẹn luôn. Mà hàng Kati, không? Vô tới kèo này, vô tới cái cặp này cái được hồi sinh thấy không? Má mấy bữa trước á. Mấy bữa trước tôi nói mấy ông nhìn mặt Kati không có giọt máu nữa. Bữa nay là trước Gam, bích nó cười luôn. Mấy đội VCS thì nó lại khác. Nó cười luôn cái này. Ê. Phục lòng đâu? Ê. Ui. Rồi chết ra từ mít luôn rồi. Nó không có tầm nhìn ha. Thằng Slider không có rút lông cho Levi Simai à. Kì lúc Levi bị ấy là còn nhiều máu mà. Giờ đi đơm hai trụ ngoài nữa là xong. Chiếm hết tầm nhìn. À Slider rút lông gây đam rồi. Rút lông dồn vô Baron này. Không hiểu luôn á, mém chút mất Baron này. Rút ông ẩu. Quả đó bắn thêm mấy cái rút Simai với kia là đẹp. Thôi ơn xin ra trưởng. Đau lắm, xin ra tầm về lay ra trưởng tăng đau lắm anh. Tụi nó đánh bây giờ á là tụi nó lên mid lên đồ ha. Máu một lên mặt nạ đúng không? Máu hai lên cái trường luôn. Là anh đánh á là một hồi thí dụ mà thằng top bên kia mà nó xanh quá anh vẫn gây được đam. Mà lỡ mà team anh nó kênh bass thua á, anh vẫn gây được đam. Rồi nó tham minh được cái R của Shader luôn rồi. Thôi cúp rồi, Shader cúp. Hay. Hay. Rồi, tham minh được cái R của Saya luôn. Cái này hay.
Nhưng mà pha đó ví dụ mà nó đéo có R, nó có R thì nó cũng khó sống nữa ơi. Thanh tê tê le nữa mà. Mất mẹ hai chủ mít luôn, sàm lông. Chết thua lại luôn rồi đó. Chết thêm quả giống vậy nên thua lại luôn á. Y chang hôm bữa ha, bữa thu lao với Y chang vậy. Cũng là hơn 4-5 nghìn tiền. Ăn con Baron xong rồi cũng đơ lăn đùng là chết. Nó mấy quả này. Pha này thì nếu như mà tham cái spell cái R của thằng Đơ thì quá hay, nhưng mà thực chất thì pha này thằng Đơ có R thì Đơ nhiều khi cũng không sống được. Nhiều khi mình nói nó tham minh cái R thôi, thật ra là nó vô thế. Vô thế mà, tại vì Santé, con Santé tele mà. Còn nếu mà pha đó tham minh được cái R thì là quá hay. Okay, pha này nó mở luôn nè. Pha này phải mở trong trụ á. Atomic kìa. Hay, chết Atomic à? Không chết. Trời ơi, lụm xác rồi, lụm xác rồi. Rồi xong rồi, chết Atomic nè. Xong rồi đó. Trời ơi, lát đâu. Nó đúp vội quá. Rồi. Highland. Để lính vô Highland. Gì vậy? À đẩy muốn ăn ba lane luôn à. Đẩy top luôn kìa. Xin ra TP đi. Xin ra chưa có. Nó còn chưa về luôn mà. Nó đang đẩy boss. Rồi chết Nori. Ôi game này khó chơi cực kỳ. Trời ơi má nó mạnh mà ơi. Nó chọt full cái máu chết luôn. Game này cực kỳ khó chơi. Ori khó chơi vãi. Cái xấu ra can Vigo đó. Ori cũng được, Lee Sin cũng được, nhưng mà một cặp thì không được. Hai con đó không liên quan tới nhau á. Mid rừng vậy không được. Vẫn là câu chuyện về ban bích là team well bích boss mid thua. Vẫn là một cặp. Đúng không? Còn đánh thì mình không nói, mình đang nói ban bích thôi. Ủa hay không mọi? Thì ủa tại sao mà team well lại chọn team 2 ta? Với mà ví dụ mà anh coi hai đội á, là hôm qua anh có nói là Gam sẽ team well sẽ chọn team 1, Gam sẽ team 2. Nhưng mà hôm nay nó lại ngược lại. Anh không hiểu cái lý do mà để T-Dub nó chọn team 2 là cái gì. Tại vì team 2 là hầu như là mình đánh theo counter là nhiều. Nhưng mà kiểu top cũng không được cái kèo counter. Rồi mid được kèo counter thì nó bích thua. AD thì cũng bích thua luôn. Thì nó đâu có tác dụng ở bên cái team 2 đâu. Bên red đâu. Trời ơi con Syndra. Nó mạnh long thần. Chết rồi, 1-0 rồi. Còn Gai Xà bắn tới mai, bắn mốt đi. Rồi, 1-0 giờ game, không nói nhiều. Rồi sao, giờ game 2, team well chọn team nào nè? Chắc team 1 á. Không có chắc bộ, team nào, 1 là 1 hay là 2 bộ? Team 1, okay. Team well sẽ chọn team 1. Xong team well sẽ ban ra can, phết gì đó. Thôi, có thể là phết xe da lại. Là vẫn sẽ giữ là ban mau cai đúng không? Đúng rồi, bánh bao cai, bánh bánh giác. Bây giờ để em nghĩ coi là tại sao nó lại bích con Ori nè. Bây giờ không, mình phải suy nghĩ là tại sao nó lại bích con Lee Sin á. Gì hả? Cái lượt đó rõ ràng là mình có thể mình xây mít trước mà. Mình xây mít trước xong mình đợi lối phương lộ rừng rồi mình bích rừng cũng được mà. Mình có thể bích những cái con nào mình hợp với lại cái con mít của mình. Mà cái này mình lại bích rừng trước. Mà cái con Ori thì nó chắc chắn là nó không là hợp với Lee Sin rồi. Chắc chắn luôn. Bây giờ nếu như bây giờ tâm thế của team anh đi. Là bây giờ con anh có một thằng mít mà nó nói với anh là nó đánh con Ori nó win được con Syndra. Thì có phải là mọi thứ mà anh em mình đang nói nó sẽ rất là khác đúng không? Thì đúng, thì tâm lý team anh thì nó kêu là nó đánh đi rè đó. Kiểu cái mấy cái thế này là mình trải qua rồi. Anh cũng từng trải qua rồi. Chứ không có cái gì khác. Nói chung là cái lượt 5 y là mình biết con Ori nó không ngon luôn á. Nhưng mà tuyển thủ nó tự tin thì mình cũng phải là mình bích cho nó. Hiểu không? Kiểu cái này là mình khất rất là khó nói. Bất kỳ team nào nó cũng sẽ trải qua trường hợp vậy thôi. Nhưng mà phải mở cái nút thắt đi, chơi gia đi. Nhưng mà hồi nãy là bên web nó đâu lỗi macro, nó lỗi cái pha thằng Binjay nó nhảy cái đùng ra cái bị giết xong rồi mất Baron đúng không anh?
bức rồng hay sao. Pha này là Gam đánh lỗi nè. Tại vì mấy anh em khán giả phải hiểu như vậy nè. Trong một cái lúc mà mình ban bích á, nó có rất nhiều cái diễn biến nó xảy ra trong một cái giai đoạn ban bích. Thì một trong những cái đó là cái ý kiến của tuyển thủ. Huấn luyện viên sẽ là người quyết định cuối cùng là bích cái gì. Nhưng tuyển thủ sẽ là người ngồi cái máy tính và chọn cái con đó để lóc lại. Nhưng mà tất nhiên là không có ai mà tôi xích tới mức mà cãi lời nhau, phải không? Cãi lộn nhau trong cái ban bích. Nhưng mà cái mà tụi mình đang nói đây á, là cái câu chuyện ở đây là mình đặt một cái thế mưu đi là Glory nó tin là nó đánh con Ori, nó sẽ đẩy được Sin ra và nó win được lane. Thì khi đó là mọi cái thứ mà tụi mình đang nói á, là nó trở thành sai hết. Tại vì cái đó nó không có nằm ở trong cái chất tướng. Về chất tướng là Sin ra kèo trên so với lại Ori, đúng không? Thì khi ông bích Ori sau khi người ta bích con Sin ra là sai. Nhưng ví dụ như bây giờ Ori thì được. Nhưng mà Ori với lại rừng gì, ví dụ như là rừng của ông là những cái con tướng mà nó có cái khả năng combo với lại Ori, ví dụ như giờ tôi cho là Javan nè, Sejuani cũng được, nó có cái anti CC đồ này nọ đồ. Hoặc là ví dụ rừng ông là Maokai đồ đó. Thì khi đó là Ori ok. Nhưng mà bây giờ Lee Sin Ori thì thằng, không có liên quan. Thằng Bae nó gì giữ người ta, nó có thể nào nó phay chết ra được. Nó đi ra chết quả ác thì. Nhưng mà pha này mà Gam mà mất Baron nhiều khi Gam thua á. Tại vì giờ tầm này đội hình của team Wear đang mạnh quá trời. Tự nhiên tụi nó chết lỗi, tụi nó mới mất Baron thôi chứ. Nếu mà T-Dub chọn team 2 nữa là chắc chắn là phải cho Seeder nó lại cho Seeder nó đánh con Seja nữa rồi. Thì có thể là thằng Bae sẽ lấy con Rakan lại. Nhưng mà Rakan thì nó hơi yếu lên. Rakan mà gặp kiểu Seja Naughty hay là Seja Rail thì cũng hơi thua nặng. Thường thường nếu mà mấy cái đội mà đánh với Seja thì thường thường là bên đây Seja thì nó sẽ đánh Ezreal thôi. Ezreal với lại một con gì đó. Nhưng mà giờ hai AD này đánh á, tụi nó sẽ dễ chơi anh mọi. Kiểu như nó thả Kai'Sa với Seja thằng con, phải không? Anh Ban làm gì đúng không? Ban tự nhiên nó vỡ trận. Cứ hai thằng con. À team Well vẫn lấy team 2 à. Mình vẫn không sai. Anh nghĩ lượt 3 nó đổi con Wukong thành con khác á, có thể là Rakan á. Cho nên là mà vấn đề là team 2 thì anh thắc mắc là tại sao phải ban Jack ta, cứ để nó Jack đi rồi mình counter thôi. Những cái con đánh hay thì mình không ban, nó kiểu sinh ra nè, ban đi rồi Rakan là ban đi. Đừng có cho nó vô mấy con đó. Ban sinh ra là chuẩn rồi. Nói chung là tập này ban con sinh ra của Kati là chuẩn rồi. Đó bây giờ nó ban bò thì ban bà nó Rakan đi. Ví dụ mà nó first rail rồi đó, dễ chơi. Mẹ bên bích cứ Wukong làm gì? Levi nó không bao giờ đánh Wukong ba lượt đầu đâu. Với lại mình là team 2 nữa, mình đâu có sợ. Đó bây giờ lòi reo với Kai'Sa nè, cặp mạnh quá trời mạnh nè. Nhưng mà hành cây nó cười quá cười kìa. Hành cây nó cười quá cười kìa anh mùi, có bị vô thế không anh mùi? Không, làm gì vô thế. Bây giờ reo Kai'Sa lấy không? Không thì lấy reo với lại Kai'Sante rồi lượt 3 lấy Kai'Sa. Đừng có lấy Kai'Sa lượt này, Kai'Sante kìa, còn luôn kìa. Nhưng mà có khả năng là Gam sẽ lấy dắt với lại Seju nha. Nếu mà lượt này lấy cây thanh tê là nó lấy dắt cái Seju là hơi khó chơi á. Nếu mà vậy thì lấy con Kai'Sa cũng được. Hoặc là lấy con heo. Lấy con heo chia cách ra. Nó cây thanh tê thì mình có lại cái xấu ở dưới hay là gì Gawain cũng được. Lấy con Kai'Sa luôn đi. Hoặc là lấy con heo thôi. Bên này lấy thanh tê hả? Bên đây heo với dắt là đẹp. Bên này lấy có thanh tê lấy thanh tê chứ lấy heo dắt là gì? Trời ơi mất ơi, mất nó. Chưa, nó chưa lóc mà anh vội thế. Để con dắt nó hù. Rồi là biết rồi. Con dắt đi rừng lấy xanh tê nè. Đây nè, nhìn nè, con dắt đi rừng anh không biết gì hết, meta mới update bây giờ. Xanh tê nè. Heo, Levi. Không heo thì còn gì, nhưng mà xuống dưới lấy ra can, ở đây can ba này giới lộn. Bị thiếu tướng nha. Ủa lấy sub hả? Gì hả? Trời ơi, bích gì vậy? Bích gì vậy? Bích gì là chết cơm. Giờ là bên đây phải Kai'Sante à, chắc chắn là phải Kai'Sante luôn. Vậy là bích như vậy á, là bích tại vì sợ là Kati nó sẽ không có được cái kèo tự tin đường giữa. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà bù lại nha, nếu mà không Kai'Sante lượt này là top hết cham đó. Nó xuống nó ban chốc là top là còn cá sấu thôi, đó bắt buộc phải Kai'Sante rồi. Bây giờ ban lại Ballet nè. Nếu mà bên kia reo thì chắc là ban Room thôi, giờ nó còn có Room thôi.
Còn support là còn Nautilus nè. Nautilus Rum nè. Litrang nữa anh mội. Còn con Litrang anh mội. Anh nghĩ nó dám đánh không? Không. Không hả? Anh nghĩ nó không đánh Litrang đâu. Đó thấy không? Ta sợ heo, không hiểu lượt 2, lượt 3, không bích heo với dắt đi. Trong ví dụ bây giờ còn có Ori, còn Victor, còn tùm lum con luôn. Rồi, không có còn tùm lum nha. Tướng đường giữa thì còn tùm lum, nhưng mà cái kèo mà thằng Kati tự tin thì không có tùm lum đâu nha anh. Thì đó, bây giờ game banh bích theo kiểu độ tự tin rồi. Ai mà đi bích con Victor lượt này trời. Người ta bích dắt với lại Seju mạnh bỏ sừ luôn. Mạnh điên á. Đó bây giờ Levi nó khó nè. Giờ đâu còn con gì đâu. Đâu còn gì đánh hợp nhưng dắt đâu. Vẫn còn Vigo, Vigo, Ragaz. Mà bây giờ Vigo, Ragaz, Lee Sin, còn ba con. Ở hình game sợ nóc tên Talia. Rồi, con thứ 5 là vai luôn rồi. Có khả năng là vai. Có thể là Gam lấy luôn. Gam lấy con nó luôn. Nhưng mà Gam lấy vai à. Vigo. Ây da. Naughty rồi. Ballet thì còn Naughty thôi chứ còn gì nữa. Lee Sin à? Không, Levi không đánh Lee Sin đâu. Có, ẵn. Rồi xong rồi nhìn nó bích cái đội hình team 1 kìa. Đây ta. Nhưng mà quan trọng là người ta có bích Lee Sin không ơi. Ông ban bích ông sách giáo khoa quá mà. Ôi Lee Sin thì cúc. Em nói anh bữa giờ á là em ngồi em coi em coi về cuộc đời hàng tính nhiều lắm. Bữa giờ là ba cái binh pháp tôn tử đồ là bây giờ người ta gọi em là binh tiên mà. Binh tiên. Binh tiên hàng tính. Anh biết không? Ủa tưởng là binh thần. Binh tiên thôi. Binh thần á. Binh tiên. Em chỉ tiên thôi. Anh đưa em lên thần đằng như gì. Thần kinh á. Rồi một đều, khỏi nói nhiều. Game này gam bỉnh nè. Đây à? Má nhìn đội hình team 2. Ra xong chắc cúp coi hết. Nhưng mà gam đâu có đánh bằng đội hình. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ tự nhiên gam nó biến mid thành boy 200. Bây giờ giả sử đi, vô vòng trong đi. Thì thằng KT với 200 này thì nó quýnh kiểu gì? Ai biết. Bây giờ cái gì vòng trong ngu thôi, còn bây giờ ví dụ như bây giờ mình đứng ở cái tâm thế mình là một đội tuyển thì khi mà mình tham gia một cái giải đấu như thế này thì mình phải đánh làm sao cho thắng cái trận này trước, đúng không anh mọi? Chứ mình quan tâm trận sau trước làm gì? Tại vì nó dẫu tức là cái câu chuyện đi tiếp ai đi tiếp tốt hơn đó là câu chuyện mà mình không nên quan tâm. Còn bây giờ cái mình quan tâm là phải thắng, thể thao mà. Thắng cái đã. Chết mà. Nếu mà không đúp được là chết rồi. Giờ có lát cũng chết à. Hồi đó phải cắm mắt sớm hơn xíu. Và nó chưa hồi kịp ta, chưa hồi kịp cái đúp thì sao ta? Mà nếu mà không hồi kịp đúp thì nó phải lát rồi. Ừ. Thôi em nghĩ qua đó nó chậm á anh ơi, chứ cái đúp lâu lắm rồi. Cái đúp mà lúc ăn chim hồi nhanh mà, tại đúp vô người mà. À đó già. Dạ, chùm server làm gì kìa. Có đúp đâu đó, còn đúp mà. Đâu, anh đang coi đâu ạ? À thì có đúp á, đúng không? Con này đang đúp rồi bị hất luôn hay sao á. Mất cái đúp. Nãy giờ Levi cứ chết mấy cái mạng mà kiểu như là... Trời Levi hơi dở ha. Hai dáng Levi đều phim phơ lút rồi. Nói rồi, cho Levi đánh Lee Sin thì... mặc dù nhiều khi không phải là tại con Lee Sin. Mà Levi đánh Lee Sin luôn luôn có dớp là thua. Nhưng mà ý là... Tự nhiên bây giờ em có thằng mid, đúng không? Thằng mid của em đánh giá là nào thằng mid bên kia. Xong rồi bít qua bít lại thì toàn là từ kèo hòa tới kèo thua. Không dán sao nó ban em bít to đó, nó ghét nó ban em bít to đó. Cho về cái đi. Cho đánh Uri. Giờ ban bít to đánh Uri thôi. Chết top rồi nè. Ghê hả? Ba la ghê hả? Ai chết. Mà. Ta nói rồi, không ban con KT đi. Cứ thủ. Thấy không? Mình ban dắt làm gì? Thả cho nó đánh dắt đi. Mà dắt mà nó còn không đánh với con Seju thì đâu có phát huy được cái sức mạnh của con dắt đâu.
Rồi Levy đi nữa rồi. Chết quá. Chết rồi. Trời, 4 hàng quay. Cái gì vậy? Em tưởng đó là đồng đội tới cứu. Là vô cái thế 8 phút rồi đó. Bích cái đội hình mà cánh trên không mạnh là 8 phút tuyên bố ra sứ giả năng như coi. Nhìn cái đội hình gam là thấy thua rồi. Ôm ơi. Khoa này kia ra đánh lỗi với đội hình gì. Khoa này tính ra đánh ngon thấy mẹ. Kia ra đánh chủ quan chứ. Khoa này. Nên là lúc e vô khoa, sao nó không đỡ đục luôn đi. Khoa này tính ra là thằng kia ra nó chết như vậy. Thành ra nó hạng Levy hay mùi ha. Chứ khoa đó phải đai chết rồi xanh tê chứ. Kiểu Levy mà này Levy đi vô có mắt rồi. Cắm mắt nó thủ luôn gần luôn rồi. Thằng kia ra chết là Levy bị thất nghiệp luôn. Bớt đi pha này Levy phải chạy lên top đây. Chẳng thì quay đây. Thì nó lên đây mà. Đó rồi rồi vô thế vô thế. Pha này để team B ăn ăn ông sứ giả là vô thế rồi đó. Nhưng mà pha nãy là Levy lên đây mà anh muội. Nó đi lên tới đó. Nó đang đi lên luôn. Nó lên tới Golem là thằng kia da lăng nó chết rồi. Con Lee Sin ghê hả? Blade đánh pha này bạo vậy. Rồi chết rồi, chết chết này luôn rồi. Nhưng mà sao Blade chết? Đăng chủ. Gì thì đai làm gì? Đai cho mất quay lính. Ok. Đó, tức thì Smith tôi xuống tôi ăn, ok. Nhưng mà bây giờ câu chuyện là game sau nó có ban thanh tê không hay nó cho quýnh tiếp? Game sau đó. Game sau nó sẽ lấy để coi coi. Hồi nãy nó lấy được cây sinh tê mà nó không lấy. Trời ơi. Yến thần như chúng tôi. Nãy giờ Sparta làm 2-3 lần vậy luôn rồi đó. Một game sau một là ban, hai là lấy lượt 2 lượt 3 luôn. Mà vấn đề lại quay lại cái con Seju. Cái con Victor trời ơi là trời. Ây da. Nhưng mà người ta biết Victor hiệu quả kìa bộ. Đó. Hiệu quả. Ta đi mid đâu Huệ. Thì bây giờ ví dụ như cái đội hình của Gam mà mid Huệ thôi là đã thấy là ngon rồi. Em không nói kia tướng nha. Em nói cái đội hình đó nha. Huệ thì lát hồi anh gheo vô cái bạc nó chết thôi chứ đâu có với Huệ. Nè Huệ thì chết trong trụ. Ok. Huệ, Huệ. Thích thì người ta lát bộ. Nè Huệ. Thích lát cái bẹp sao. Lát Huệ. Ok. Huệ. Ok. Nhưng sao không lát quá. Bà đã bắt mới gì không lát. Gà mà anh bích vậy chịu rồi. Có gì để nói. Ba đứng trong tường lát mẹ qua blue đi. Lát đập mặt vô tường rồi lại tự ái. Cái đội hình của Gam trận này nó rời rạc ghê ha. Nhưng mà nãy giờ là cùng một kịch bản nha anh em. Hồi nãy vẫn là Tiwell dẫn. Xong rồi Binjai mắc lỗi thì mới mất Baron, mất lợi thế. Chứ hồi nãy vẫn là bên Tiwell dẫn lúc đầu nha. Trận này lại là Tiwell dẫn. Nhưng mà Binjai chưa chết bạn nào. Và Việt Nam mình đánh như vậy nè. Mấy ông phương Tây, mấy ông coi, mấy ông khoái. Tệ đánh lộn liên tục à. Game này đâu còn gì để nói nữa đâu. Game này quá nát rồi. Quá nhiều lỗi lầm đến từ Gam trong các cái khâu giai đoạn gọi là đi đường ở 4-5 cấp độ đầu. Quá nhiều lỗi. Game sau anh nghĩ Gam bích teammate mọi. Dĩ nhiên team 1 rồi, bên bích kiểu gì cúc. Rõ ràng bích cái đội hình nhìn không thể nào thắng được luôn. Mình bích thì mình tuy là hằng cái hằng tuyển tủ mình tự tin, nhưng mà mình bích cái kiểu đó nó cho mình một cái cặp mạnh ơi là mạnh luôn. Mà mình không bích. Cái gì xong rồi xuống rồi Lee Sin Leona nó chứ lạy hồn. Ừ mà Leona giờ mà đánh gì ha. Leona khác nào chú Phi đâu, đánh à, đánh, đi. Đánh nhưng mà là áp lực được. Lết ngon mà.
Chịu rồi, ra bên bích vậy chịu rồi, mà nãy nó còn cười nữa chứ. Ừ, nãy anh Hanh Cây thấy người ta ban cười kha kha. Tự tin bên bích. Game 1 là team Well đã bích gà rồi. Trong team 2 tới tụi Gam. Ờ, hai team này giống nhau hả mụi ha. Xong rồi dắt rồi Lee Sin rồi Leona gặp con Talia đứng nó rải cái e không biết sao vô. Hai team này có cái điểm chung là ITS. Hai team này nó hơi non á, TS nó cũng hơi non á. Đó Levi, tao nói rồi, thả Lee Sin cho Levi đánh đi. Levi đánh Lee Sin là thua. Vậy là thành BO3. Nếu nó dán sao dám bích Lee Sin cho Levi nữa. Thành BO3. Đó, Gam lại team 1. Để coi. Vẫn là ban Ari. Rồi má nó bỏ bao cai luôn rồi kìa. Nó ban tiếp con nó ban dắt. Nó bỏ bao cai nó ban dắt. Bây giờ nó ban Syndra nè, xong ban Rakan nè, nó ban luôn dắt. Ủa giờ ban bao cai lượt 2 cũng được chi bộ, nhưng mà người ta cảm thấy là Syndra phải ban thì người ta ban được 1 thôi. Ban Rakan nè. Ban bao cai nè. Mao cai. Đó, ẳng. Vậy lỡ ngựa. Đúng. Ủa ngộ bây giờ ba hai có được một đường hai như nhau có khác gì đâu. Tao quên Yuna là không làm gì sai rồi không cần phải thay đổi. Lực ba Rakan là đúng. Ban Vigo hả? Đó bên cạnh Sinh Tê liền trời ơi. Sorry anh em. Thông cảm anh em ơi, tôi vừa phải sấy đuôi với lại ông này nữa. Ban Rakan rồi. Ông Ban Rakan à. Ê, nếu mà ban về team Well nó có khả năng nó đánh Seju với Jack nha. Nhưng mà ví dụ bây giờ không ban Rakan thì là bên Gam sẽ lấy Rakan đúng không? Rồi thôi, khỏi giờ. Bây giờ Gam có hai trường hợp nè, một là First Rail. Tại vì con Rail hơi bị ngon. First Saja. Dẫn lì, dẫn con Saja. Đó, giờ cái xá Rail. Xong bên đây dắt với lại Seju chăng? Bây giờ bên team 2 á, bích một cặp là em nói anh mỗi bích cặp này do là bên Lee Sin Rai. Lee Sin Rai thì thằng kia bích to luôn. Thằng kia bích to á. Ồ, bích Lee Sin Rai là bao đầm. Rồi, giờ Kai'Sa, không lấy Kai'Sa, lấy Seju. Ồ, Yavan luôn. Nhưng mà con Yavan nó có gì đâu, Yavan bình thường mà. Giờ Seju nè, Seju đánh Yavan hơi bệnh đấy. Lee Sin. Lee Sin. Seju với Jack. Lee Sin. Nè, Lee Sin. Mở cái nhãn ra. Mở cái nhãn ra đi. Victor. Victor nữa làm ơn. Victor. Lee Sin Victor. Đó, dắt là phải đi với Seju. Trời ơi là trời. Victor. Lee Sin Victor. Nè, thích á, lên bài Victor cái nữa. Ok. Lượt này mà Victor là gam con ra sân bay mua trứng. Trời ơi. Lee Sin. Đúng. Ừ. Trời ơi. Lee Sin. Lee Sin. Buộc với Lee Sin rồi, không có đánh con khác được. Lee Sin lóc lại. Lóc vô. Rồi, ẩu lên đìa nữa rồi. Gam bị ẩu lên đìa nữa rồi. Trời ơi là trời. Rồi xong, Kai'Sa. Giống mít rừng ní ơi. Là CB Kai'Sa vậy điều ngon. Bộ bích Kai'Sa, gì CB, gì? Rồi, vậy lần thân đánh Afe rồi. Nếu mà vậy thì khả năng đánh Afe rất cao. Ori chỗ này không ngon nha chú. Là Kai'Sa thôi, giờ buộc lấy thôi. Mấy kèo này đang ổn mà, bỏ làm cái gì. Với lại một thằng. Giờ thì cứ cho tôi mít thôi. Bây giờ ban cho tôi con Seju được không? Đừng có cho nó chân Seju. Bây giờ team Well ban team Well phải ban cái gì ép Levi đánh Lee Sin nó mới thắng được. Ban Vũ Công đi. Vũ Công nạp tên. Gam bây giờ Gam sẽ ban Nico và A cấp. Gam sợ LB. Gì vậy? Bobby top à? Trời có cái con này đây nữa. Tương mới hả? Chắc vậy. Vậy ban Talia đi. Ban Talia đi cho dễ đánh. Dắt rồi Naughty gặp Talia rồi khó chơi. Trời ơi, thôi Gam con chuẩn bị ra sân bay đón luôn đi. Đón Gam về luôn đi. Anh anti á. À, lượt này bích top nè. Gagat. Nhưng mà Sibada không đánh Gagat. Thì chỉ có A chấp thôi. A chấp sừ.
Đánh có ba cha cũng không hiểu suy nghĩ gì nữa. Tôi mệt ông quá ông ơi. Ồ, cá sấu à. Cá sấu dắt, cá sấu a chóc với lại Kessente. Rồi cái lượt 5 là chắc chắn là con Talia luôn đó. Bây giờ nếu mà Kati đánh Talia thì hay. Nhưng mà thằng kia đánh Diệp Lâm nó ẩu lên đìa trước. Lại Victor thôi, kiểu Victor à. Nè, Victor nữa nè, xong Lee Sin nữa nè, xong 2-1. Dây xì, tôi chọn bạn. Seju rồi, nếu mà dây xì là Seju. Vậy hoặc lại bên. Cái gì nữa? Tại cái tụi Teamwell này, nhìn là chắc chắn là Seju rồi. Nhưng mà tại sao lại ban con Wukong trong khi đã dắt rồi còn Wukong là nó rất là yếu, tại sao không ban Seju? Nhưng mà Seju thì qua bên mỗi. Thì bên kia cũng đâu có tăng cứng đâu. Rồi, giỡn hoài Yavan với lại cá sấu. Tại vì nó có Saja nên nó cũng không có cần mà kiểu AB nhiều nữa. Gì vậy? Để con gì kìa mỗi, tướng mới gì vậy? Talia đó, không, con mấy dưới đó kìa. Xào... con dưới đó con gì vậy? Tao nói mấy này nó xào trẻ gì tao biết hết mà thấy không? Nhưng mà JC hơn là JC, Gam còn học JC. Tôi nói nha, hơn là Gam là thòng lại con Seju nha. Mà cái lượt 4 năm mà lại Victor với Lee Sin là ra sân bay đón Gam luôn đi. Nhưng mà con JC này có cá rướng không anh mùi? Chắc là cũng hơi cá rướng. Nhưng mà cái game này là con cá sấu hơi bị bệnh đó. Dắt với lại Seju là mấy cái quay khó là cúp coi rồi. Dán này thì mới vô là bên Gam, bên kia nó lại qua nó cướp nữa rồi. Đeo cây xa lại qua đổi cánh rừng nữa. Cái sáu tuổi chơi. Rồi sao? Không, vậy mùi nhìn đội hình phán với nào Win? Không, bên team 1 Win đó. Dạ yeah. Bên team 1 nhìn lực hơn. Mà không hiểu sao cái lượt 5 nó ban con Ori nữa. Nhìn cái đội hình toàn là lao vô thôi. Mà sao không ban con Talia đi rồi cho nó đánh Ori rồi mình thòng lên JC mình đánh cũng được. Nhìn nó đã Yavan là reo rồi, còn cá sấu nữa mà không. Nhưng mà nếu đội hình của Team Well mà anh cho nó quýnh Ngori nữa thì nó quá khỏe. Nhưng mà cái lượt Bobby á, cái lượt Bobby hơi tèo. Tướng mới hay gì á. Tại vì thằng Shibata này chắc chắn là nó không mạo hiểm đánh mấy con đó nên mà tụi Gam để lo xa quá. Shibata chỉ đánh đúng 3 con thôi, cá sấu. À là nhiều khi á lại không phải là Gam nó ban tại vì nó nghĩ là thằng Shibata đánh nhưng mà mới hôm qua luôn, tụi nó chen thua con Bobby. Không, thằng top ngày hôm qua nó có cái kèo chen, nó chen cái bêu 5. Nó quýnh 5 game. Thằng kêu bích Bobby 5 lần. Quýnh thắng nó 5-0. Thế thì, nhưng mà sao nó lại sợ trong khi Shibata đánh 300 mà. Ai biết được. Ba con A chóc cá sấu với lại Kassante thôi. Con bài bí mật của ba sao biết được. Trời ơi. Bây giờ mày mở cái thống kê của nó lên đi. Đúng 3 con thôi. Nhìn vô là biết rồi. Không có một con nào mà khác. Dễ gì Java nó ăn dòng gừng lại vậy. Nó ăn 3-7 xong lên ăn ghét nó hoành lại dưới cái găng. Nè đi găng, găng đột biến mà. Ôi. Rồi, đá là tôi lết rồi. Nè thì chết chết. Ôi, đổi bạn là giết 2 luôn nha. Giết hết luôn. Rồi 2-1 cho Gam. Rồi luôn, má hên bên trai không chết đó chứ. Má hên đó. Nhưng mà Shida hơi chậm kìa, mấy pha đó rồi. Và nó đánh mắt bình rồi mà anh. Hít cuối thằng Japan từ body nó đánh rướng rồi mà. Ủa sao Levi không vô bãi chim? À Levi không nghĩ là còn chim mà ăn cua dưới à. Má cái mạng đó mà cho Shida là thôi. Trời ơi, giết được mừng thấy mẹ rồi má ơi. Nhưng mà hồi nãy nếu mà cái lượt 2 á mà kia ra không bích dắt á mà bích con cá sấu á thì lại ép cái tụi Team Well này vô cái thế là một là phải bích top mất con cây xa. Cũng có thể là nó sẽ bỏ ra và nó bích top với lại AD luôn. Hồi nãy bích cá sấu là ép tụi Team Well vô thế khó rồi. Nếu mà nó bích top thì nó mất con cây xa, mất luôn mấy con AD. Còn bích AD mất 2 con top. Tại vì ban Kassante rồi, lấy cá sấu là nó chỉ còn có mỗi ai chốc rồi. Đội hình của Gam giờ lay là win đấy. Tầm 30-35 phút. Hồi nãy ra bên tier up cũng không ban con Seju. Con Seju quýnh hợp với con dây cũng không ban luôn. Ban để con Wukong làm gì không biết, ban Wukong. Nhưng mà nó đâu có nghĩ được là tụi nó đánh dây đâu anh. Em cũng không nghĩ là tụi này dám bích con dây đánh đó chứ.
Via caught here, does get a good stun across the team, but he's taking so much damage. The crash down, the gravity storm, he actually keeps himself alive now, and a blast cone out to safety. In the meantime, Katy's low and Artemis knows it. Goddess of the hunt. Rồi, ra sân bay luôn. Kills, wants blood, wants food on the table. His pallet dashes away, two more for Wales. Team Wales once more. Ah, hóa ra bị này đánh cũng hay quá mọi người ơi. Đánh chuẩn chỉ quá ha. Anh sắp bị vô cái anh ti xong nó combo liền. Mà anh không hiểu sao cái tụi gam này cứ mở dáng là nó ban cái gì á. Hồi nãy cái rõ ràng là ba lượt đầu nó không lấy Vigo thì mình xuống dưới mình ban Vigo thôi. Rồi xong rồi cái máu chốt là nãy giờ anh thấy cái con Saya này nó không có tác dụng nhiều nè. Mà con Reo lại để cho thằng BE chơi nè. Thằng BE là đúng là kiểu nó quýnh được là nó quýnh được Reo với lại Naughty nè. Mà không hiểu sao mà không dành Reo đi trời. Con Saya này có thể là do cái do thằng Đơ nó muốn. Thì ra về ban bích á, về ban bích á này nếu mà mình đã đánh được Kai'Sa với lại Saya thì mình đâu có sợ mất không, đâu. Nhưng mà cái đó là về tướng thôi, nhưng mà về ban bích á thì thằng Hưng nó dễ bích hơn thằng Đơ, tại vì thằng Hưng á nó sẽ chấp nhận là ok, nó bích lỡ mà có thua miếng cũng được. Còn Đơ thì nó có xu hướng là nó muốn bích gọi là nó là nó sẽ nó cảm thấy là ừ kèo đó hơn thì nó muốn giành. Tại vì nãy coi cái bích nè là bên bên team 1 là ban là thả con bò ra. Thì nếu mà bên đây reo thì chắc chắn thằng kia sẽ đánh bò rồi. Mày thấy không? Tao nói đúng không? Hồi nãy thả con bò ra, bên đây bích reo, xong rồi bên gam hết tướng, chỉ có đánh mỗi Naughty, không đánh được bò, thấy không? Kiểu đánh mà bị hạn chế cái á thì mình sẽ lỗ hơn người ta rất là nhiều. Mà sao tự nhiên giờ đánh được ban con bò nữa là sao? Thì đâu ban đâu, nãy chén rồi nó đâu có ban bò. Nó ban Ari, Vigo với lại Kassante mà. Mà bên đây reo mà bên kia còn bò mà nó không đánh luôn. Là mày hiểu là cái mặt hạn chế của Gam nó nhiều cỡ nào rồi. Là trước khi mà VCS chung kết á, diễn ra là nó cái mặt hạn chế của nó rồi. Nhưng mà tới giờ nó không có thay đổi được gì hết. Là chứng tỏ là Gam nó kiểu nó chấp nhận cái điều đó luôn rồi. Bây giờ phải kéo lay thôi, chắc chắn là phải kéo lay rồi. Tại vì rồng thì không có bị ép vô cái thế rồng 4 nên kéo lay thôi. Mỗi mục tiêu kéo lay lấy trụ lại thôi. Ở đi, sao quýnh được nữa mà quýnh. Cứ ra cho nó giết hết nhờ. Cứ ra cho nó giết hết nhờ. Bây giờ thì nó ăn mục tiêu bỏ đi chứ sao quýnh được. Đội hình bên đó nó mạnh vãi chưởng. Đội hình mình đánh lay mà. Đội hình Gam là lay mà. Giờ là hiện tại là T-Dub là phải ép giao tranh xong rồi ép mục tiêu. Phải làm nhanh nhất trước khi qua phút thứ 30 hay gì đó. Phải ép liên tục. Thôi vì nãy giờ nhìn đây con dắt nó chỉ có đánh một mình thôi. Trong khi con Seju là cái con mà phải xe quanh dắt hoặc là xe quanh GC. Nhưng mà bây giờ bị thế yếu quá. Tầm này cái 6 quýnh hết lại dắt rồi. Nhưng mà em nói anh á, bích JC mà đánh như kiểu này á, hà được đánh. JC đánh mà không ram, không lợi thế cho lane, rồi không cướp được rừng. Với bạn tướng. Ôi. Set down được là ngon. Ôi, bắt được kill luôn kìa. Ôi, tướng một kill luôn. Trời ơi. Cái pha này. Ngon vậy. Cái pha này bước ngoặt luôn rồi. Làm được cái trụ luôn rồi. Mấy pha này bên team Well thằng sub nó mới về lấy đồ à. Mấy pha này bước ngoặt luôn ấy. Mà hai cái ẩu mà. Con JC nó dám đứng như vậy mà nó đánh vui. Giờ bỏ rồng lấy luôn trụ top là được. Lấy trụ top liêu quay vô trụ 2 là ngon luôn. Con JC khỏe vãi. Nhưng mà các bạn set down là thằng Naughty ăn à. Mạng ngàn tiền à. Pha này bên Gam phải bỏ ấy. Pha này ăn không nổi bỏ đi. Bên Gam bỏ kéo lay farm tiếp thì ngon. Còn T-Dub thì phải ép liên tục, ép mục tiêu liên tục. Pha này xui mùi ha. Nó móc con Javan, nó móc cao tờ Javan xong. Thằng Javan bị cao tờ cái combo thành nó móc con Talia luôn. Thì chắc hàng kia đáng lẽ phải bỏ Javan rồi, quay lại điều đàm, cố gắng điều đàm bị kéo luôn.
Đó, bây giờ Gam còn tới hai con rồng nữa. Mà thậm chí bỏ luôn con rồng 4, rồng 4 là rồng nước à. Bỏ thêm đợi con rồng 4 đánh là được. Khi đó là con Saya phải 3 đồ, con GC 3 đồ. Là mấy con mà kiểu cá sấu này nè, vô là 1-2 giây đừng chết, 3 giây thì bốc hơi. À, pha này ép Baron là hơi ẩu nha. Pha này ép không được, nên về đi. Rồi chết tiếp kìa, chết tiếp rồi. Bây giờ con cá sấu mất TP là bắt buộc là con Taya phải chám cái cánh con cá sấu rồi. Nhưng mà chám cánh cá sấu thì cái cánh còn lại con cá sấu chắc chắn thua con dây luôn. Giờ mà hở sườn cá sấu mà chạy xuống dưới là mất Baron liền. Cái bài toán Baron có Taliyah, Tele dễ mà, đâu khó đâu. Thì bây giờ ví dụ như anh thua thì anh đánh thế defense, anh chỉ chủ yếu anh giữ trụ thôi, anh canh ti Tele rồi. Bây giờ tính ra là con Seju với là con JC thì mạnh nhất bản đồ, đi tới đâu là quét tới đó. Thêm nâu ti nữa chứ. Ý, cái gì vậy? Thằng Hưng làm gì vậy? Trời thầy ơi, ông nội kéo. Ổn không vậy? Mình team mèo đuối rồi, đứng nó bóp bóp xíu rồi. Giờ khó lắm, con Taliyah lúc nào cũng phải bị giữ ở dưới rồi. Xong rồi thằng dây xì cứ đứng bóp thôi. Thậm chí là kéo đánh được luôn nè, đó. Rồi xong. Baron dành cho Gam. Chạy đâu nữa. Ấy. Ơ da Levi. Chết bên dây. Cho Gam rồi. Nhưng mà chết Slider ngon. Bình rướng quá vậy. Cần vải. Ôi trời ơi. Lấy chủ KT ơi. Mấy pha đó chết luôn. Mấy pha đó thằng Đơ nó quýnh dạng tay, nó rờ vô nó quýnh luôn rồi chết Hưng rồi đúng không? Mấy pha đó Hưng còn ở chấm máu rồi. Còn ti mà anh. Mấy gì giờ bóc đau ha, giờ cậu sắm gì gì phải 5 xị hơn á. Nè mấy pha này thì Đơ quýnh lên luôn chết Hưng rồi nè đó. Hơi sao xa. Mà chết được anh, sao anh quýnh chết được con gây ra. Hơi xa. Còn lát còn rờ. Rồng 3 chắc chắn là. Mà sao tự nhiên pha này bị é làm gì chứ, bị bắn con sắm chết vậy. Pha này là Gam ăn được rồng rồi, bên kia giờ là yếu rồi, bên kia yếu rồi. Bây giờ Gam là ăn rồng được rồi. Ai bên kia định Baron lẹ kìa, Baron lén kìa. Cái trò. Cái xa vẫn có đồ kìa, cái xa 3 món. Ờ chết cái xa rồi, chết cái xa rồi. Hưng ơi là Hưng, nó lên tới nơi mà Hưng. Hưng đánh vậy thì đi rồi. Vậy bây giờ có ai sân bay không anh? Vậy team Whale à, Whale với ai sân bay. Gam con thì Whale sao? Xuống gồng 3, Gam ăn Baron. Ủa? Ơi pha này tụi kia nó chia 2-2 ra kìa. Giờ ba này đứng cướp. Đứng cướp, gì cướp được. Chia ra thì cướp lấy đi mà cướp. Rồi bây giờ có Baron hiện dắt dễ thở hơn. Giờ làm pha on in là bên team Whale thua cái thua luôn. Rồi lấy cái trụ mít đi. Đợi quay xe lên lấy trụ mít này, lên lấy cái trụ 2 top luôn nè. Ao 5 cái tiền. À, anh đeo vòng kìa, anh đeo vòng kìa. Gắt chưa có TP à. Gắt chưa có TP. Chết no TP. Gì vậy? Ghê à má, cái đúng là cái giả kiếm. Cái giả kiếm lỗi em hết. À pha đó. Cái đó tục lắm anh. Rồi thôi, đó, xong rồi đó. Một lane. Một cái Mega Mid, một cái trụ 2 trên top. Chủ hai boss luôn. Rồi chết này luôn rồi. Ôi hên. Chủ hai boss kìa. Má nó pha đó mà nó còn đồng hồ luôn á. Nó mà bấm đồng hồ nó sống luôn rồi. Ai?
Thằng dây xì kìa. Chú ăn được chỗ nào. Tự nhiên bên team Wave giờ khó ha. Thì đó đội hình này là thế quá trời. Bây giờ mình xét về hai đội hình thôi. Bên team 2 mà nó không dứt điểm sớm thì về lay rồi. Bên team 1 nó lay hơn, nó quýnh thở oxy hơn. Nó ngon mà bây giờ nó 3 rồng nữa, nó vội. Chắc chắn là rồng 4 là không dễ ăn rồi. Rồng 4 chắc chắn là phải đổ máu rồi. Nhưng mà sát thương bên team bên ga mạnh lắm. Rồng 4 sát thương nó nhiều. Đó, dắt cái xe du hồi nãy nghe lệnh mũi dắt cái xe du giờ 3-0 rồi. Đừng không hiểu dắt với lại Victor. Ê, chịu á. Giận Kai'Sa là hết được chơi game. Chắc chắn là hết được chơi game mà vô là ăn cái R nó đi. Hay là con Talia ăn cái R nó đi nè. Giận dắt vô nó đục mấy cái. Mà tự nhiên có cái trò cái con dắt lên cái đồng hồ liên tục quá anh mũi ơi. Kiểu như là cái e với cái đồng hồ của nó bá giờ nó đã khỏe rồi, xong bây giờ nó lên được cái đồng hồ nữa. Wow, what the fuck. Hồi xưa cái chiêu con dắt làm việc chiêu e gây phần trăm máu, xong bây giờ gây phần trăm máu mới ác. Mình dày bàn 4-0 làm pha. Vậy là gián 4 không thắng Java rồi đó. Thường mấy thằng tuyển thủ nó ít khi nào nó đánh 102 lần lắm. Kiểu thắng thì nó sẽ đánh tiếp, còn thua nó sẽ xoay chàm thôi. Nó giống Levi á. Đánh Lee Sin thua, gián 3 đâu dám đánh Lee Sin nữa. Thank you. Oh. Rồi thôi. Team well pha này đi rồi. Pha này mà vô là đi luôn. Đó, ăn dắt khó chịu rồi. Ôi, đồng hồ rồi, chết cái sao mẹ rồi. Đó, đồng hồ xong hồi e, bật e tiếp. Đó, thấy không? Nó cái đội hình nó vãi chữ. Chắc lẽ nãy là đội hình gam là phải là đội hình vậy nè. Gián 1, gián 2 nè. Mà không hiểu sao mà giống như gián 2 thấy Levi nó không chơi CU là nghĩ là gián 3 nó không chơi, thả luôn. vẫn gọi là cái ban bích này nó hơi tiếc cho team Well á. Đáng lẽ team Well có thể thắng gián 3. Mình không nói về vấn đề vận hành như thế nào nha, mình nói về cái ban bích này. Cái ban bích này đúng tiếc luôn á. Vận hành thì rồi, có thể còn sống hai thằng rồi. Còn ghép hồi sinh mà. Nhưng mà chết rồi. Không, sao chết? Vậy thì nó sao mà sống được anh? Trời ơi. Ủa sao Slider pha này bắn nhét vậy? Pha đó vậy mất ghép hồi sinh là phải dâng lên cứu nó liền chứ. Chơi mà bỏ bạn. Bỏ bạn chết luôn. Bây giờ ở team 2 thằng nào giết nổi con Seju giờ. Giờ con Seju 5 thằng quýnh là may ra mới chết. End luôn rồi. End luôn rồi anh mũi ơi. Pha này sao đẹp. Để con Saja mà về lay mà nó đam thì thôi chứ đâu có con nào chịu nổi đâu. Con Saja với con Jack nè. Dây xì. Nói chung là meta là meta chứ, nhưng mà nếu mà vô cái thế mà bích được những con này á, đánh về lay thì cái khả năng thua thì nó cũng không có. Đó, ban xe ra được rồi. Trời ơi, vậy anh ta phết cây xa sao? Gì mà chơi team 2 mà chơi bể. Bể nha. Ủa vậy là nó không ban con gì? Raka nè. Thì nó lấy Raka anh, chắc ý đồ nó là vậy. Không, nó phải lấy cây xa á, lấy Raka anh chơi. À, nó thả như vậy là nó nhắm là bên kia lấy Raka anh đúng không? Xong bên này lấy Victor luôn. Lấy đi, đừng có chấp ngộ bên Raka anh nữa. Bây giờ nó anh muội nè, phết bích Victor. 2-3 bích Lee Sin với lại Naughty là đẹp. Đó, bây giờ nè, sinh ra thì kệ nó luôn. Mà mình đánh tiếp là con heo với con dây xì đều được luôn. Cái lượt 2-3 này bích heo với dây xì cho tao. Bậy. Được phải là heo với dây xì đó. Lee Sin Victor. Ok. Còn không thì lấy con reo đi. Con reo phết. Lượt này bích ra can. Cái gì vậy? Ra can mọi ơi, ra can. Hai lượt này là một lượt Rakan rồi. À không, nó lấy Rakan đâu. Rakan. Ở cái gì vậy? Trời ơi, thôi. Gam con ra sân bay đi. Bích cái gì vậy? Gam con ra sân bay luôn đi.
Thằng Valet nó kêu á là mỗi game tao phải đánh con, tao không đánh trùng. Lạy chúa luôn á trời. Cái xấu đó, đó. Kia ra biết rồi đó, bắt đầu lượt này bắt buộc phải lấy a chóc rồi. Xong rồi xuống dưới thì mình phải thòng lại con Afe hoặc con gì thôi. Tại nó set mà. Bây giờ thấy khó cho team Well nè, một là lựa chọn top hay là AD. Rồi Lee Sin thì cút luôn. Vậy, Lee Sin vậy. Lee Sin sinh ra ngon. Lee Sin thì ban con ngon với con a chóc là được. Bây giờ team Well có ban Seju không? Không ban Seju nó dây xì với Seju tiếp. Rồi nữa lại chấp ngộ Naughty với lại cái gì nữa. Ban đọc tên được rồi. Đừng ban Wukong, ban Seju đi. Ít thì ban Wukong. Anh Kai đang hỏi Ander là bây giờ có cần ban AD gì không? Ban AD, phải là AD không, đó. Ander kêu là không cần ban. Anh có nhìn khẩu hình miệng không vậy? Ban AD đi, không. Thằng Ander kêu là không có cần ban. Ủa mà Chitana là AD mà. Đó, thấy chưa, ban Seju liền. Rồi ban gì ban Chitana boss vậy? Bây giờ nếu mà lượt 4 nó bít Afe á là chắc chắn lượt 5 là ngon. Eo nó banh con Chitana, nó banh Chitana mid luôn. Ôi Kalista luôn rồi kìa. Kalista thì Levi giờ còn Bobby nè. Dáng này Levi đánh Bobby, nếu mà đánh Bobby là binh luôn á. Mà Kalista đánh được nha anh Mụi nha, Kalista đánh được. Game này nếu mà Levi mang Bobby vô là binh luôn á. Chị ba. Bobby Victor quá hết trời. Bây giờ Levi đánh Javan. Wukong này chắc là Victor rồi. Wukong thì Victor. Con thứ 5 là con Orion nè. Victor. Ê, thấy cái mỏ nó kêu Orion kìa. Nhưng mà Orion em đánh lấy em chết á. Nhưng mà Victor em không chết. Thì bây giờ cái team này anh buộc anh phải bích con Ori rồi. Chứ anh đâu có bích con khác được. Victor what the fuck. Trời ơi, người ta bích AG rồi bích Victor xong rồi lát Wukong lao vô xong rồi anh để Victor vô. Đó lại bích kèo nè, dán một bích kèo này xong rồi bút người ta ra máu xong rồi bây giờ lại bích cái kèo này với anh ta. Là kèo nào? Nó ra bệnh đâu. Là Sindari hả? Ừ. Trời, quan trọng á anh Mụi, em nói Mụi nghe. Đang 2-1, ok. Tôi đang 2-1, tôi thích thì tôi quýnh thì 2 điều thôi, tôi thấy con sếp cùng lắm thì 2 điều con thích đó, thì chiều cuối làm bố luôn, ok. Vậy chứ bây giờ em hỏi nè, bây giờ anh đang cầm lên về con Orianna đúng không? Vậy chứ con set là cái gì? Tại sao lại có cái con tướng này ở đây? Nhưng mà tại sao tôi hỏi game này đánh được con Victor mà lại không đánh? Không, Victor gì tầm bậy tầm bạ. Bây giờ anh bích đội hình máu Wukong rồi anh đánh Victor. Rồi sao gắn? Thì hai con này cũng có gắn đâu. Hai con này thì ra trả sao bãi. Gà nó đỡ hơn chút xíu, nó còn liên quan tới nhau. Nó combo combo rồi nó slow motion. Game này nhìn bên Gam à. Bên Gam đội hình lại xe quanh Levi nữa. Trời ơi, nãy giờ không để ý thằng lớp 5 bên kia nó bích con Malphite luôn hả? Ta tưởng nó bích ngon chứ. Nếu mà nó Afe thì bích non thì ngon. Còn Malphite thì Malphite này bệnh. Đó, trong khi nếu mà thằng kia ra mà thấy mấy cái thằng kia đi, giả sử như mấy cái thằng biết chơi đi, nó thấy bên này cá sấu đánh Gna. Nhưng mà thằng kia ra đánh Gna thì thằng Sibara lại không, cái thằng kia ra đánh cá sấu thì Sibara không giống Gna. Gna khó đánh mà. Trời, anh bính cá sấu thằng kia ra thiếu mẹ tướng đánh. Đánh rùm bộ không được vậy. Nhưng mà để coi con Malphite này làm sao đã. Thì đó, đang nói về mặt hạn chế của thằng top của team Well nè, y chang đó. Bây giờ nó đến nỗi mà đánh cá sấu mà còn biết bao nhiêu con mà bích con Malphite thì nó hơi lỏ nha. Đó, rồi chi bích con set chi. Rồi ôi da. Rồi chết ba rồi. Ừ, hên lên đi chấn. Gơi hả? Ô level 2 ra găng luôn. Quá trời luôn rồi kìa. Khuấy đảo luôn, thấy ảo luôn rồi. Ờ, bó thua lên luôn rồi. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh Mụi nè. Tại sao bít bên phải? Thì ban huấn luyện đề ra. Giờ nói đi, nó ban huấn luyện kêu nó bít hay là nó bít? Rồi con ban phải đi, chừng nào ăn được nó đánh tông. Thì không, chứ không hiểu luôn á, không hiểu à. Miếu lộ quay kìa. Ballet ra. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Con sinh ra.
Con sinh ra. Gam nó tìm về. Trời ơi, thằng sắt. Mày làm gì vậy? Tìm về nó hay bị lỗi này lắm nha anh mọi. Giúp ra găng mít chết. Quay luôn á. Rồi boss mất quay luôn. Trời ơi, thằng Ballet nó làm quả chóc luôn, Levi chóc luôn rồi. Thua chắc luôn rồi. Đâu đâu, nó ăn cũng được mà. Nhưng mà về thế trận thì pha đó con Set nên ăn mạng anh muội. Tại vì con Set nó là cái con bỏ lane nó đi mà. Nó ăn nó lấy đồ gì nó mới trụ được lane nhá. Con Lee Sin, con Wu Kong cũng bỏ thời gian găng nhiều mà. Má nó găng level 2 ra găng xong mất bãi quá trời luôn. À vậy tại Levi chọn tay vô chi. Nó tính đam đúng rồi mà, nó đúp trước khi Levi đánh thường cái. Rồi đè đường ác vậy. Tao nói kiểu gì con sinh ra cũng chết thêm mạng nữa nè, chết tiếp nè, đó. Rồi để quay rồi. Đó, đánh như vậy nè. Là con sinh ra nó biết, nó trở thành một con tướng rất là bình thường. Đánh như vậy nè. Rồi cút rồi đó. Rồi, quay con ra sân bay đi. Rồi gỡ anh mọi ơi, gỡ. Pha này nhiều khi giết hai luôn nè. Ôi, hay quá ôi thằng Ballet nó hay ông nội ơi. Rồi giết này hết luôn rồi. Giết hết luôn rồi. Rồi không chết nữa. Mình phai vậy sao chết. Ơi Levi liều vậy. Rồi lại lặn xét. Ừ trời ơi, cái rướng Levi chôn nghe anh mọi. Ừ, team well về lại. Mấy anh em đừng có bay nữa nha. Quay lại. Chưa ra được, về lại. Lên xe mày sẵn thôi. Lên xe book cái ráp sẵn thôi. Sao chơi, phá. Trời ơi, Man Fai làm gì vậy? Rồi, Man Fai tung cá sấu rồi. Rồi, ra sân bay đi, quay con. Cái gì vậy? Ra tung cá sấu, trời ơi. Mà nó đứng melee nữa hết cá sấu luôn kìa. Trời ơi, rồi dần này ra sân bay thiệt rồi, bút cái vé luôn đi. Về nước luôn rồi. Ngàn lần em yêu đôi. Sao em lại bít mau phai. Để rồi giờ em hung con cá sâu nó trước mặt em. Rồi nãy lượt ba, ví dụ mình đánh được ba cha mày, lượt ba mình bít con A chấp luôn đi. Mình chấp niệm bít Lee Sin. Đã nói con Lee Sin yêu không, vẫn chấp niệm. Pha này nó chỉ cần nó chậm lại một giây thôi. Mình chấp niệm chi con Lee Sin. Bữa giờ thằng nào đánh Lee Sin? Nice! Gì vậy? Nice! Team well bích mấy cái lượt mà cuối bích kiểu tàn kè khua. Nó bị ban cả xanh tê là nó mất phương hướng rồi. Thì đó, ba cha mày thì ta nhắm vô là đi thôi. Mà anh thấy không? Là rồi, hôm bữa là nó đánh với lại thằng ơi solo kill, nói gì đi ơi, gãy rồi, tim bèo gãy rồi. Rồi chết luôn rồi. Rồi đi. Xong luôn rồi anh Mùi ơi. Xong rồi. Trời ơi, mỗi lần nhìn lên top là thấy quải à. Á quải chạy đậu. Kèo ác đạn. Kèo này lát hồi 3-40 lính luôn. Giỡn Kalista làm gì cho đời nữa thiệt á. Nhưng mà ví dụ như bây giờ nó bích con Kalista xong rồi nó cho thằng support đi ram. Mà vẫn thật ra thì cũng không nói là tụi nó bích sai. Chủ yếu là tụi nó đánh tụi nó bị xui. Chứ lúc đầu đánh cũng ok mà. Nhưng mà nó bị bên Gam đánh đột biến một pha. Cái mid bị gãy, mà cái mid bị gãy á, anh em phải hiểu là thường cái mid mà gãy á, nó hay bị đứt những cái chuỗi gọi là vòng rừng rồi mấy cái quay lính đồ này nọ, nó hay bị gãy ngang lắm. Mà trong khi kia đánh sinh ra không ngờ là mấy cái pha mà level 2 mà ra lấy miếng máu, mấy pha đó chí mạng luôn. Nhưng mà cái pha đó không quan trọng, cái pha sau á, cái pha sau là cái pha mà bữa giờ tướng quen nó bị mắc hoài luôn á. Là nó bị Rồi xoáy góc dở rồi. Nó bị support chạy ra găng chết. Bữa giờ bị hoài. Rồi mình phải đi kiếm cái sáu hút tiếp kìa. Khoa này ra mất gồng. Nhìn mất gồng.
be massive if Sparta can set it up. Pallet actually gonna bring Sparta over to the rest of his team. He's still holding on to that ultimate as Artemis goes on. Nhìn đánh là biết mức gầm. Thua mẹ luôn. Blade sẽ đánh kia. John. Rồi, team Bê bắt xe vô lại. Tao nhìn cái thế đánh là tao biết team Ga mất rồng rồi. Ghê hả? Cua công không rờ, cá sấu không lát, không rờ, Ori không sấy, lết giái ra rồng, không hiểu luôn. Còn Kai'Sa kiếm âm mưu, dạ kiếm. Kiểu mình quýnh rồi, mình quýnh rồi, mình phải nhìn đội hình mình mất cái gì, có cái gì để quýnh, tự nhiên đâu phải là mình mạnh hơn đâu, mình thích là mình đánh. Mình đánh mấy pha này thì mình cúp coi. Mốt vô vòng trong hai đội này chắc chết cơm quá. Nhưng mà ví dụ như ồ vô luôn rồi kìa. Má thấy hai giờ tới tới bây giờ mấy ông team well lên xe đi, lên xe bây đi. Bây giờ tới tụi team well. Ôi, Calista không lát. Trời ơi. Ra đép cái trụ. Kiểu quýnh nó kiểu nó vô duyên á. Cái trụ bỏ được mà. Rồi, vẫn được, vẫn đứng ngay taxi thôi, mở cửa sẵn thôi. Rồi, xét đào. Cho Lee Sin ăn là đẹp. Xét làm gì ở đây vậy? Thầm lính anh. 39 lính rồi kìa. Ngon rồi. Lên tâm hợp nó không lên. Lên cái gì không biết. Rồi hình như mới xài cho lính rồi. Mới Lee E Lee lính rồi. Rồi thôi xong rồi, well đi rồi đó. Mất rồi Banfire rồi đó, giết Banfire trước là xong. Rồi giờ team well sao đánh nữa. Mất rồi Banfire rồi. Trời ơi. Ủa không ai vô Levi vậy? Chủ Levi rồi. Rồi nó sống luôn kìa. Đó, Glory. Nhưng mà Slayer chết rồi. Con chủ. Không có lát luôn. Chủ. Ôi. Chết rồi. Chết. Tụi nó sống chết với chúng tôi nè. Chết nè. 3-2. Ăn rồng đi, ghi cái gì nữa vậy? Again though, coming into this, right? Sparta, the engage is already gone. So this is great from Levi, but you called it in the fight. Nobody there on Levi to follow up. Ba này Ngori không nhìn Levi luôn chứ. Nhìn Levi là xong rồi. Glory, but he's in a terrible position because Sparta is just tanking all this damage from the backline and top side. But this Q. Ba này tính ra hàng đơ nó đâu có cần phải rờ quá, nó giết con Syndra đâu anh Mười ha. Nó đứng nó bắn mình pha là được rồi mà. Hơi ổn. And now with the consistent damage down, that's why Gam are able to try and follow up. But as you said, Kati. Giờ tôi phải eo qua eo lại liên tục. Xong rồi hai con mắt của tôi nó sẽ nhắm lại. Ngu cầm mà có thêm điều đen nữa chắc đỏ ốc mát. Ờ điều đen không rồi. Did they get spotted? I don't think so there, but they've cleared it anyway, so that'll give Sinra chết tiếp nè. Sinra không lát pha này chết nè. Rồi Sinra cúp rồi đó. Sinra ở chúng tôi. Ồ, Kiaia đã chết luôn kìa. Trời ơi. Sao con Kai'Sa chạy xa chứ vậy? Ồ, giả kiếm rồi, má dơ kìa. Xong rồi, mấy anh em team well coi đi ra sân bay đi, mới đi trước nha, bye bye mọi người. Mấy anh em team well gáy gì gáy đi, sắp hết được gáy rồi. Ăn gì ăn đi. Opportunity to take control of this game now as Katty moves in to help with that Baron, and this is such a messy fight for Wales. And Kiai is on a ward, so they knew this was happening. The clan to Martimus, it's a good positioning from. Tôi rất vui thì khoảng thời gian qua team Wales đã làm cho tôi ngạo nghễ là một Wales con. Thì gì?
Tuy hành trình của chúng ta ngắn ngủi, chúng ta đến với nhau khoảng được mấy ngày, nhưng mà tôi đã có một khoảng ký ức đẹp đối với Team Well. Bây giờ thì chúng ta hẹn gặp nhau ở sân bay thôi. Xong rồi bên Gam còn cảm ơn Well đã cho chúng tôi biết thế nào là sức mạnh của VCS. Nhờ Well mà Gam đã vực dậy thành công. Các bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở vòng sau để không phụ lòng các bạn. Chúng tôi sẽ mang chí quyết thắng của các bạn theo trong hành trình vòng Swiss sắp tới. Gam Time, đây là VCS. Glory is going nowhere, but I can tell you. Rồi, end game luôn rồi. Chứ gì nữa. Rồi. Hãng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chuẩn bị đón chuyến bay đến từ Seoul về sân bay Tân Sơn Nhất. Trên chuyến đi thì chúng tôi có chở 5 cá voi, cá heo. Trời, dưới trong hồng áo luôn. Nè trai. Được không? Chân mệnh thiên tử. Nói rồi, trong cuộc đối đầu Gam chưa bao giờ thua. Em thấy không? Team Well. Chân mệnh thiên tử. Nhưng mà T-Dub thua xứng đáng rồi mọi người ơi. T-Dub quýnh từ lượng tướng cho tới gì là xứng đáng rồi. KT player of the series chuẩn luôn á. Thiệt, nãy giờ KT nó đánh ổn. Tức là KT không xuất sắc, nhưng mà KT ổn định. Ổn định nhất trong 5 thằng rồi còn đâu. Kia thì trận 2, trận 3, trận 1, trận 2, trận 3 đều lỏ. Đặc biệt là cái game cuối này tính ra nha, là khi mà mình nhìn thấy con Ori với Syndra thì mình thấy Syndra kèo trên tí đúng không? Mà Glory Syndra nữa. Vậy mà thằng Glory bị solo kill. Cho nên là Gam vô trong chân, tôi nói mấy ông gọi chân mệnh thiên tử rồi. Nhưng mà tao nghĩ là phần thằng Glory nó phải đánh con AG được chứ, ta sao tự nhiên cái nó bị mất tích cái con AG luôn ta. Kiểu như nếu mà nó lấy thằng Chovy ra làm gọi là thần tượng thì chắc là nó cũng phải biết chơi AG, nó cũng phải đánh AG được chứ. Thì bây giờ anh Mùi nghĩ là tức là cái kết quả hiện tại của Team Well là đã thành công chưa? Được rồi, thành công rồi. Em thì em thấy chưa nha. Vài giây nữa để chưa thể không, tức là với cái kết quả của một đội tuyển lần đầu ra thì ok rồi, nhưng mà với thực lực của Team Well á thì em thấy là nó hơi uổng. Tức là dẫu sao đi chăng nữa thì với cái thực lực thì vẫn có thể đi xa một tí. Nhưng mà hơi uổng, tức là uổng á chứ không phải là dở. Nói chung là uổng cho thằng Glory quá, hơi tiếc cho thằng em. Tất nhiên là chuyện mình chúc mừng thằng Gam. Đánh ra Glory đánh cặp trận này đánh dở mà. Thấy có đánh hay đâu. Có thể chống được băng trụ được. Để mà nói cặp trận này bên Team Well là chắc chắn là chỉ có mỗi thằng Spada là quýnh là thấy ok. Nhưng mà bị Ban Cham cái bị quýnh nhùng xuống. Tiếc là thằng Spada thôi, cặp trận này nó quýnh quá hay. Chứ thằng Binzy thì được dán một. Đâu. Còn lại thấy tức là anh nói về cái màn thể hiện của cá nhân thì anh tiếc cho cái thằng mà nó mắc lỗi chứ. Còn nó đã thể hiện tốt rồi, kết quả của team thì đó là cho team thôi. Hôm nay em nó đánh hơi... Mình không nói về kết quả của đội đi, nhưng mà nhìn thấy Glory hôm nay đánh không có được đúng như những gì mình biết về cái Glory á, thì hơi uổng cho em nó. Tại vì đây là một sân chơi lớn, tất cả chúng ta đều muốn được chúng ta có một cái màn thể hiện tốt không, hoặc là ở mức ổn. Nhưng ngày hôm nay thì cái màn thể hiện của Glory trong một trận đấu quan trọng như thế này thì hơi tiếc cho em đó. Chứ mấy ông thấy là bình luận viên quốc tế là người ta khen Glory quá trời luôn mà, hơi uổng. Còn bây giờ anh Mội lật lại nè anh Mội. Bây giờ tại sao Gam thắng? Gam thắng Gam hơn thôi chứ sao vậy? Chân mệnh thiên tử chứ mẹ nữa. Vậy thôi mọi ơi. Giờ thì đỏ đen thôi, Gam đỏ thì Gam thắng. Gam đen thì Gam thua. Buồn quá cho Team Well quá. Tiếc. Nói chung là Gam xứng đáng thì chuyện chúng ta đoán Gam thắng rồi, nhưng mà hơi tiếc cho Team Well. Artemis thì đánh cũng tốt rồi nè. Tính ra hôm nay Artemis đánh ổn anh mọi ha. Cái kỳ dùng cái thế giới này Artemis đánh ok quá trời.
đánh quá hay. Ừ. Tới cặp này mà nó còn dám có thả, nó dám chấp nhận là ban Saya cho người ta bích cây xa để nó bích con Kalista đánh luôn, là thấy cái câu chuyện ở đây là cái cuộc chơi của người Atomic đó, tâm lý của nó cứng khừ. Nhưng mà nói chung là thằng Hưng thì nó trưởng thành hơn nhiều, bây giờ nó trưởng thành. Còn thằng Đơ thì tính nó đó giờ cũng vậy, tính nó không có thay đổi gì hết, nó vẫn có vẫn giữ được cái nét riêng của nó. Còn thằng Hưng là nó trưởng thành hơn được xíu. Hy vọng thì mùa sau thì Teamwell có thể lật đổ được Gam. Ừ. Nhưng mà bây giờ Teamwell mà muốn mùa sau lật đổ Gam là phải làm bước ngoặt gì đó lớn. Nhưng mà khó lắm, tại vì mùa sau em qua Gam em làm huấn luyện viên trưởng mà. Má Gam giống như là cánh mà mọc thêm con hổ vậy đó. Cánh mà mọc thêm con hổ. Ừ. Nó còn ghê hơn là hổ mọc thêm cánh nữa. Mùa sau tao không góp ý cho Gam được, mùa sau tao qua Brazil mà đúng Cù Lao không? À. Ờ. Đúng rồi. Mùa sau tao qua Cù Lao, tao huấn Cù Lao. Em với Gam là đang đi hợp đồng rồi mà. Chắc hẹn gặp ở MSI nha. Vậy à, nhắm đi nổi không nữa nghe. Trời ơi. Nhưng mà tự nhiên thằng như vậy mà chúng ta cũng thằng Glory tới cái trận quan trọng này, nó bị nó cầm cái kèo xin ra mà nó bị kiểu nó đánh nó buộc phải đè, buộc phải làm gì đó hay sao á. Kiểu nó buộc phải làm gì đó để mới nghĩ tới win được. Bây giờ cái chuyện mà tụi nó bích con Malphite thì mình bỏ qua một bên đi không? Cái chuyện Spada, cái lượng tướng của nó có vấn đề thì mình không nói rồi. Nhưng mà cái điểm yếu của bên Gam cũng ngược lại, thì bây giờ thằng Glory nó đánh con Syndra mà cái pha găng này là hôm bữa đánh với team nào bị quên rồi ta. Hình như đánh với Sibo. Sibo game 3 luôn. Sibo đó gián 1. Game 3. Game 3 hay gián 1? Game 3. Đánh mấy pha này ít giao tiếp dữ trời. Ít giao tiếp mới chết á. Không, tụi nó Glory nó lỗi nhiều lắm. Nó không có một cái vị trí mà có thể gọi là hỗ trợ cho nó trong cái việc phát triển mid lane được. Tính ra bây giờ mấy thằng mid á, dù như Gam đi, Gam thì nếu mà có thằng mà chỉ người ta đi mid thì chắc là kiểu như là Levi rồi kia ra rồi Slider hỗ trợ, chứ đâu có, nó đâu có gọi là huấn luyện viên để mà ngồi mà nghiên cứu cho nó sâu đâu. Cho nên mùa sau em về mà. Ủa ha, quá trời quá đất lợi thế em nội ơi. VCS này bị thiếu người tạo ra meta. Dạ. Kiểu cần mấy con đột biến. Em năn nỉ tôi nói đến con Rai luôn á. Em hiểu. Kiểu phải có bò đi mid á. Mấy người tạo ra meta thì VCS nó mới khá khẩm được. Dạ. Nè, bây giờ ví dụ như giờ người ta bích Syndra đúng không? Mà meta bây giờ là buộc anh phải cầm tele. Anh cầm Lee Sin ra, anh ra level 3 nè, đúp auto giết luôn. Auto giết luôn. Mà bây giờ nếu mà nó cầm thanh tẩy thì anh thọt. Nó thọt với anh. Công năng hiến kế cho nó quá trời, bởi đó tụi nó không đánh.